Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Israel thực hiện làn sóng tấn công thứ hai vào Iran, những vụ nổ liên tiếp và về sáng có thể nhìn thấy trên bầu trời trung tâm Tehran. CNN dẫn nguồn tin Israel cho biết quân đội nước này đang tiến hành không kích lần thứ hai vào Iran. Cả ba đài truyền hình chính của Israel đều đưa tin về đợt không kích thứ hai của Israel vào Iran. Kênh 12 trích dẫn báo cáo phi nhà nước tại Iran cho biết các cuộc không kích của Israel đang diễn ra ở phía đông Tehran và một cơ sở chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Kênh 12 cũng đưa tin đợt không kích đầu tiên của Israel nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa và phòng không. Phóng viên AFP chia sẻ những vụ nổ liên tiếp và vệt sáng có thể nhìn thấy trên bầu trời trung tâm Tehran. Reuters cho biết có thêm 4 vụ nổ được nghe thấy ở phía đông Tehran và hệ thống phòng không vẫn đang hoạt động tại thủ đô Iran. Hãng tin ABC News đưa tin cuộc tấn công của Israel vào Iran vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ chỉ diễn ra trong một đêm. Đến nay, vẫn chưa có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại của máy bay chiến đấu Israel. Yisrael Jiv, cựu giám đốc Cục Tác chiến Lực lượng Phòng vệ Israel IDF, gọi các cuộc không kích của Israel là lịch sử, nhấn mạnh thực tế Israel chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, khiến Iran rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan liên quan đến phản ứng của mình. Cơ quan hàng không dân dụng Iran thông báo sẽ đóng không phận tới 9 giờ ngày 26 tháng 10. Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không dân dụng Flightradar24 cho thấy 4 phi cơ dân sự đã bay khỏi thủ đô Tehran khi Israel bắt đầu cuộc tấn công. Bộ Giao thông Vận tải Iraq cùng ngày đình chỉ các chuyến bay tại tất cả các sân bay cho đến khi có thông báo mới do căng thẳng trong khu vực. Quyết định tấn công đáp trả Iran được đưa ra sau nhiều tuần thảo luận trong nội các an ninh của nước này về bản chất và phạm vi của một cuộc tấn công như vậy. Cuối cùng, Israel đã chọn chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Một quan chức Israel cho biết đó là những mục tiêu gây ra mối đe dọa hoặc có thể gây ra mối đe dọa. Một quan chức Israel khác mô tả quyết định tấn công là kết quả của một quá trình ra quyết định rất cẩn trọng. Quá trình đó bao gồm nhiều vòng tham vấn với các quan chức Mỹ, bao gồm cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các quan chức Israel vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về số lượng và bản chất của các mục tiêu quân sự. Nhưng quân đội dự kiến công bố thêm thông tin chi tiết sau khi chiến dịch kết thúc. Iran vẫn chưa bình luận về vụ tấn công. Thưa quý vị, Time of Israel ngày 25 tháng 10 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Hedi Halevi, thông báo nước này đã phá hủy hoàn toàn mạng lưới chỉ huy cấp cao của Hezbollah, đồng thời tin rằng Tel Aviv có thể sớm đạt được một kết quả sắc nét cho chiến dịch trên lãnh thổ Liban. Kể từ khi Israel tăng cường không kích các mục tiêu ở Liban giữa tháng 9 năm 2024, sau đó mở chiến dịch trên bộ đầu tháng 10 năm 2024, ít nhất 8 lãnh đạo cấp cao Hezbollah đã thiệt mạng khi hỏa lực Israel, bao gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong vụ ném bom vào Beirut hôm 27 tháng 9, và người được cho là kế nhiệm ông Nasrallah là giáo sĩ Hassem Safidini sau đó 3 tuần. Các nhân vật cấp cao khác được xác nhận thiệt mạng là phó thủ lĩnh Hezbollah Nabikaouk, hai chỉ huy đặc nhiệm Rasgon thuộc Hezbollah, gồm các ông Ibrahim Akil và Ahmed Weber, lãnh đạo đơn vị máy bay không người lái Mohammed Zuro và chỉ huy đơn vị tên lửa Ibrahim Kopetsi. Theo các hãng tin khu vực, tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cho thấy khả năng Tel Aviv có thể sớm kết thúc chiến dịch trên bộ ở Việt Nam, vốn có mục tiêu là loại trừ năng lực tấn công của Hezbollah vào khu vực phía bắc Israel. Hezbollah hiện chưa bình luận về phát ngôn nêu trên. Giới quan sát cũng đánh giá, dù có thể chấm dứt chiến dịch trên bộ, nhưng Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban, như họ đang thực hiện nhiều tuần qua. Trên thực địa, giao tranh giữa Hezbollah và Israel chưa hạ nhiệt. Israel cáo buộc Hezbollah bắn 120 rocket và UAV từ Liban vào Israel trong ngày lễ Simhat Torah ngày 24 tháng 10 của người Do Thái. Vụ tấn công khiến một tòa nhà ở thành phố Gamiel bị hư hại và một người đàn ông bị thương. Time of Israel đưa tin rằng quân đội Israel cũng xác nhận 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 3 binh sĩ bị thương nặng khi nhóm tác chiến mặt đất của Israel ở một địa điểm miền nam Liban bị lực lượng Hezbollah phục kích bằng lựu đạn. Theo truyền thông Israel, tổng cộng 21 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch tại quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã hạ hơn 70 lính Israel, phá hủy 28 xe tăng chủ lực Merkava, 4 xe ủi đất quân sự, 1 thiết giáp và 1 xe chở quân. Trong khi đó, thống kê của nhà chức trách Liban cho thấy,
hơn 2.500 người đã thiệt mạng và 12.000 người bị thương vì hỏa lực Israel sau một năm căng thẳng. Phần lớn thương vong xảy ra kể từ khi Israel leo thang các cuộc tấn công từ giữa tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố các cuộc tấn công theo kế hoạch của họ nhằm vào Iran sẽ giúp thế giới hiểu được quá trình chuẩn bị và sức mạnh quân sự của nước này. Tel Aviv đã khẳng định sẽ đáp trả Tehran sau khi các lực lượng Iran bắn 180 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối 1 tháng 10. Căng thẳng đang đẩy khu vực tiến gần đến một cuộc xung đột lớn hơn. Theo CNN, trong một đoạn video quay cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tới thăm căn cứ không quân Hazerim hôm 23 tháng 10, quan chức nước này cho hay bất kỳ ai cố gắng làm hại Israel sẽ phải hứng chịu tổn thất và điều này cũng đúng với Iran. Ông đã chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội X cùng với những phát biểu của ông trong chuyến thăm rằng sau khi Israel tấn công Iran, mọi người sẽ hiểu được sức mạnh của quân đội Israel, quá trình chuẩn bị và huấn luyện. Bất kỳ kẻ thù nào cố gắng làm hại nhà nước Israel sẽ phải trả giá đắt. Theo báo Time of Israel, Tel Aviv đã tổ chức một số cuộc tập trận quy mô lớn, mô phỏng những vụ tập kích tầm xa vào Iran trong nhiều năm qua để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra đối đầu thực sự giữa hai nước. Giới chức Iran hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Quân đội và cơ quan tình báo Shin Bet của Israel ngày 24 tháng 10 thông báo đã hạ Muhammad Abu Atagi, chỉ huy lữ đoàn Bujari của lực lượng biệt kích Nukhba thuộc Hamas trong một cuộc không kích ở dải Gaza trước đó một ngày, theo tờ The Times of Israel. Ông Atagi chỉ huy nhóm tấn công một nơi trú bom gần lễ hội âm nhạc Nova ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo phía Israel, ông Atagi là nhân viên của Cơ quan Cứu trợ và Công tác Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn Palestine tại vùng Cận Đông, UNRWA. Từ tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cứu trợ và Công tác Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn Palestine tại vùng Cận Đông xác nhận ông Atagi từng là nhân viên và đã thiệt mạng trong ngày 23 tháng 10 theo Reuters. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết, tên của ông Atagi có trong lá thư mà UNRWA nhận được từ Israel hồi tháng 7, bên cạnh gần 100 nhân viên khác của cơ quan bị cáo buộc là thành viên của các nhóm vũ trang gồm Hamas. Giám đốc truyền thông Julius Tuma của Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine nói tổng ủy viên cơ quan này đã phản hồi lá thư đó ngay lập tức, nói rằng bất kỳ cáo buộc nào cũng được xem xét nghiêm túc. Ông ấy đã hối thúc chính phủ Israel hợp tác với cơ quan bằng cách cung cấp thêm thông tin để ông có thể đưa ra hành động đến nơi cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine chưa nhận được phản hồi nào đối với bức thư đó. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết Israel đã đề nghị các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc làm rõ ngay lập tức và điều tra sự liên quan của các nhân viên cơ quan cứu trợ và công tác Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine tại vùng Cận Đông trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023.